Trong làng YouTuber Việt Nam, Hậu Hoàng hiện là một trong những YouTuber đỉnh đám nhất. Cô nàng gây ấn tượng bởi những clip nhạc chế với nội dung vui nhộn, hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng. Mỗi clip của Hậu Hoàng đều đặt hàng triệu lượt view, từ đó giúp 9X này có được nguồn thu nhập khủng. Tính đến tháng 12 năm 2020, kênh YouTube của cô đã có hơn 6,83 triệu người đăng ký và 2,1 tỷ lượt xem video. Ở Việt Nam, kênh của cô nằm trong top 11 kênh có số lượng đăng ký lớn nhất và là kênh có lượng lượt xem trung bình mỗi video cao nhất tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2020. Mới đây, Hậu Hoàng gây bão mạng xã hội khi tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Đặc biệt, sự hợp cạ giữa cô nàng và đồng chí Mũi Trưởng Long khiến ai nấy đều phì cười và tích cực đẩy thuyền. Được biết, gia đình của Hậu Hoàng vốn có truyền thống công tác trong ngành quân đội. Bố cô nàng hiện đang hàm đại tá, còn mẹ là trung tá. Trong một bức ảnh chụp gia đình, YouTuber 9X cũng khiến mọi người ố á khi các thành viên trong họ hầu hết đều khoác trên mình trang phục màu xanh quân đội. Giữa một rừng xanh, mái tóc màu cam chói lòa của Hậu Hoàng khiến cộng đồng mạng cười lăn lộn. Hậu Hoàng đã tham dự chương trình Sao Nhập Ngũ mùa 2020 cùng với Diệu Nhi, Nam Thư, Kỳ Duyên, Khánh Vân và Dương Hoàng Yến. Hiện chương trình đang chiếu tới tập thứ 2. Ở tập này chúng ta đã biết thông tin về gia đình của Hậu Hoàng. Người trực tiếp quản lý nhóm Sao Nhập Ngũ lần này là Thượng úy Nguyễn Việt Long. Cả nhà Hậu Hoàng đều theo nghiệp quân nhân. Sau tập 2 Sao Nhập Ngũ, cộng đồng mạng phải công nhận rằng đồng chí Mũi Trưởng Nguyễn Việt Long làm rể nữa là quá chuẩn. Không những thế, khán giả đã và đang đẩy thuyền dần cho Hậu Hoàng và đồng chí Mũi Trưởng. Vì đồng chí này cũng thường ưu ái cho cô nàng khá nhiều khi mà để Hậu Hoàng lấy thêm một món đồ nữa. Và cũng chính Hậu Hoàng đã làm anh phải bật cười sau phần một nghiêm túc khi gọi anh là chị em 12. Học trường nổi tiếng từng là sinh viên ngành tài chính. Thành công với nghề YouTube nhưng ít ai biết rằng cô nàng nhí nhố trong các clip nhạc chế từng là nữ sinh có thành tích học tập rất tốt. Được biết Hậu Hoàng từng học cấp 2 tại trường Lomonosov. Tốt nghiệp trung học cơ sở, cô nàng thi đỗ vào trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh. Đây là một trong những ngôi trường dân lập nổi tiếng nhất nhì thủ đô về bề dày thành tích học tập. Mỗi năm có hàng nghìn thí sinh nộp hồ sơ vào trường, dẫn đến tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng. Các năm gần đây, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của trường đều là 100%. Kết quả đỗ vào các trường đại học thường đạt 92%. Điều này cho thấy thành tích khi còn học cấp 2 của Hậu thuộc dạng ổn áp thì mới có thể thi đỗ vào trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh. Sang đến cấp 3, Hậu Hoàng vẫn giữ vững phong độ học tập. Cô nàng học khá môn tiếng Anh và từng tự hào khoe trên Facebook cá nhân chuyện mình đạt được điểm 10 trong bài kiểm tra một tiết. Dòng trạng thái của cô nàng vừa lầy lội nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Tốt nghiệp trung học, Hậu thi đỗ vào Học viện Tài chính quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, chuyên ngành tài chính. AOF là một trong những trường đại học công lập top đầu thuộc khối kinh tế tại Việt Nam. Trường có thế mạnh trong việc đào tạo các ngành tài chính kinh tế. Kênh YouTube Hậu Hoàng. Kênh YouTube Hậu Hoàng được tạo năm 2014, làm về chủ đề nhạc chế, một chủ đề rất hấp dẫn người xem trẻ tuổi, đặc biệt là các em nhỏ. Hậu Hoàng cũng xây dựng hình tượng nhân vật trong video Trẻ Trung Ngộ Nghĩnh để hướng nội dung về trẻ em. Năm 2018-2019 là thời điểm kênh YouTube này bùng nổ mạnh mẽ với những clip chục triệu lượt xem như Sức Mạnh Của Sao Đỏ 189 triệu view, Những Chị Đại Học Đường 151 triệu view, liên tục đứng top 1 trending YouTube Việt Nam. Dù xem kênh YouTube của cô nàng này trong một ngày u ám hay buồn bã nhất, thì bạn cũng sẽ lấy lại tinh thần rất nhanh nhờ nguồn năng lượng tích cực trong các video của Hậu Hoàng. Từng từng, lầy quá đáng chính là những từ chuẩn xác để miêu tả về những bản nhạc mà YouTube này đã chế hay những vlog chia sẻ đủ chuyện từ niềng răng đến việc học văn. Hậu Hoàng ngoài đời, lạ lùng lại là một cô nàng sợ ống kính máy ảnh và máy quay vì ngại. Cô nàng chỉ thoải mái khi quay clip một mình hoặc làm việc cùng ekip quen thuộc. Hậu Hoàng từng từ chối rất nhiều lời mời tham gia game show hay các dự án hợp tác với ekip khác chỉ vì chứng sợ đám đông. Nhảy việc, lông bông rồi làm YouTube vì rảnh. Khi học ở Học viện Tài chính Hà Nội, Hậu đã được bố mẹ, những công chức nhà nước định hướng cho một tương lai với công việc ổn định và nhàn hạ. Tuy nhiên, khi đang học năm tư đại học thì Hậu bất ngờ nổi tiếng với clip làm cho vui cover, Lép, ca khúc nói về những cô nàng màn hình phẳng. Sự đón nhận bất ngờ của cộng đồng mạng trở thành động lực để thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, cô bạn chế lời vài ca khúc rồi vẫn up lên chỉ để cho vui. Sau đó, trong giai đoạn chẳng biết làm gì với tương lai thì Hậu được nhận vào công ty Orange Media rồi VTC. Tuy nhiên ở chỗ nào cô bạn cũng chỉ trụ được 3 tháng là bỏ vì không chịu được môi trường công sở có phần nhàm chán. Thế là Hậu đành quay lại những ngày chẳng biết làm gì. Trong thời gian lông bông rảnh rỗi, Hậu dành thời gian để quay vlog, rồi dần dần trở thành một YouTuber toàn thời gian.
tập trung làm để cho ra những sản phẩm chất lượng nên dần dần kênh ngày càng được biết đến, được trả tiền YouTube và cả nhãn hàng trả tiền quảng cáo, nên Hậu có thể tự làm cho chính mình mà không cần phải làm thuê hay phụ thuộc vào bất kỳ ai. Tự làm nghĩa là việc gì cũng phải tự lo. Vlog khá đơn giản thì không nói, trừ với những clip quay cần bối cảnh hay trang phục cầu kỳ rườm rà như clip chế nhạc tấm cám, nàng YouTuber cũng phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo liệu. Hiện tại ekip của Hậu chỉ có 3 người cùng nhau làm mọi khâu, từ lên ý tưởng, đi quay rồi dựng và cho ra thành phẩm. Những hôm bị nhãn hàng dí, Hậu chỉ còn biết làm đêm làm ngày để clip có thể on air kịp tiến độ. Thỉnh thoảng, bố mẹ Hậu vẫn mong muốn cô con gái cưng tìm một công việc ổn định để bớt lông bông và có thể lấy chồng. Những lúc đó, cô nàng chỉ còn biết đánh trống lảng và nỗ lực hơn trên con đường mà mình đã chọn.